Nhật Tây Audio trân trọng kính chào tất cả anh chị và các bạn. Chúng ta đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của chúng tôi. Ngày hôm nay thì Nhật Tây Audio sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn chúng ta một trong những cái mẫu van cơ lai số mới nhất trong thời điểm hiện tại ha anh chị nhé. Thì đây là một trong những cái dòng van mà Nhật Tây cũng đã lựa và chọn lọc ra cho anh chị rồi. Nó đến từ thương hiệu của DB Cao Tích. Cái model của nó là KM 330 PRO ha. Thì đây là một trong những cái con van cơ lai số mà Nhật Tây thấy là trong phân khúc giá tầm trung nó mang lại cho mình một cái chất lượng rất là tuyệt vời. Bên cạnh đó thì nó cho ra một cái âm thanh cũng như là về những cái hiệu ứng echo cũng như là reverb nó rất là hay luôn anh chị nhé. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi chuyên sâu hơn về dòng sản phẩm này để xem là nó có những cái thiết kế như thế nào, chức năng ra sao và khi mà chúng ta chọn lựa thì nó có phù hợp hay không. Thì Nhật Tây cũng sẽ đi review chi tiết luôn cho anh chị xem ha. Thì trước tiên là về phần thiết kế. Về phần thiết kế của con van cơ DB Aucoustic KM330 Pro này thì anh chị thấy là nhìn vào bề ngoài thì nó thoát lên mình một cái vẻ gọi là rất là sang trọng luôn anh chị ha, nhìn rất là sang, rất là dễ nhìn luôn. Chúng ta cùng xem nè, ở bên tay cầm thì có cho mình cái logo của DB Aucoustic ha. Thì đây có nút on và nút off của nguồn ha, đây là nút mở nguồn. Rồi ở đây nó có một cái màn hình hiển thị cái số. Thì tí nữa đây thì Nhật Tây sẽ quay cho anh chị xem ha. Thì bây giờ Nhật Tây giới thiệu sơ qua cho anh chị xem về các chức năng của nó. Ở đằng trước thì nó có bố trí cho mình gồm có hai cái lỗ cắm mic nè. Mic này thì có thể là cắm ở đằng trước cũng như là hoặc ở đằng sau ha. Chúng ta cắm thì có thể điều chỉnh được âm lượng riêng cho từng mic. Thì khi điều chỉnh thì chúng ta cần cái cây dít như thế này ha. Dít như thế này thì chúng ta sẽ chỉnh được cái âm lượng của micro nhé. Rồi, có các chức năng là đây là delay và repeat, tức là echo của nó đó anh chị ha. Về delay repeat thì chúng ta có thể là chỉnh được những cái độ nhại lại của tiếng hát của mình. Bên cạnh độ delay repeat thì nó có phần reverb nữa. Reverb là gì ạ? Reverb là tạo cái độ vang cho cái micro của mình ha, tạo cái độ vang cho micro của mình. Còn reverb volume, tức là âm lượng của reverb lớn hay là nhỏ ha. Chúng ta muốn lớn thì chúng ta sẽ tăng lên. Đây là cổng USB ha, lấy nhạc USB ha. Đây là có cái nút input, nút dừng bài hát, qua lại bài hát ha. Rồi xuống tiếp tục dưới đây, đây có nút FPX. Thì cái con van cơ này ha, van cơ lai số này nó có tích hợp cái chức năng chống hú ở trên đây. Thì khi mà chúng ta cần cái chức năng chống hú thì chúng ta sẽ ấn nó vào ha. Thì chức năng chống hú nó sẽ kích hoạt ở trên con van cơ lai số này. Còn nút Exciter này là nó giúp cho chúng ta nâng cái tiếng hát của mình lên ha anh chị, nâng rõ cái tiếng hát của mình lên nha. Bass, trung, chép, đây là ba cái chỉnh bass, trung, chép của micro ha, nó ghi chữ mic nè, bass, trung, chép, mic. Tiếp tục là về phần nhạc. Nhạc thì nó cũng có chỉnh được bass, trung, chép của nhạc ha anh chị, bass, trung, chép của nhạc. Đây thì nhìn chung là cái con van cơ lai số này phải nói là nó thiết kế rất là khoa học luôn nha, nó rất là dễ nhìn. Khi mà chúng ta khởi động nguồn lên thì chúng ta sẽ thấy được những cái số ở trong đây và chúng ta có thể chỉnh theo những cái số đó và nhớ lại ha, mai mốt thì chúng ta chỉnh về đúng cái số đó là được. Rồi đây có ba cái nút chỉnh lớn là nút effect nè ha, effect, mic và nhạc ha. Effect là gì? Effect là echo và reverb đó, echo và reverb gọi là effect. Nó gom chung vào một nút chỉnh là hiệu ứng mic và nhạc ha, âm lượng mic, lớn nhỏ mic thì sẽ tăng chỉnh ở đây, âm lượng lớn nhỏ nhạc sẽ tăng chỉnh ở đây. Rồi đó là về phần đằng trước. Ở trên này thì nó được khắc cho mình cái chữ DB Aucoustic ở trên cái mặt trên này để chống hàng nhái ha anh chị. Thì đây có cái mã QR nữa ha, mã QR bảo hành điện tử luôn nha. Xác thực là hàng chính hãng hay không thì chúng ta có thể là quét cái này ha, cà cái này ra để mà sau đó thì chúng ta sẽ soạn tin nhắn rồi nè. Đây là cam kết ha, những đây cam kết đây là hàng chính hãng của DB Aucoustic ha. Rồi chúng ta sẽ đi ở đằng sau xem. Rồi ở đằng sau thì chúng ta sẽ đi từ trái qua phải. Đây nó có cái phần AUX in. AUX in này là gì? Tức là cái âm thanh đầu vào ha, âm thanh đầu vào. Chúng ta muốn truyền âm thanh từ điện thoại, TV hoặc là những cái thiết bị truyền âm thanh khác thông qua cổng đây là cổng AUX ha. Chúng ta sẽ dùng cái jack này nè. Tây anh chị. Chúng ta sẽ dùng cái giác đỏ trắng này nha. Rồi chúng ta cắm vào đây. Khi mà chúng ta cắm ở cái cổng nào đó thì chúng ta sẽ đưa âm thanh về cái chế độ ở bên cái cổng đó ha. Bây giờ thì ví dụ như là Nhật Tây đang cắm ở cái cổng số 1 thì khi mà bật lên các chế độ thì Nhật Tây sẽ chọn ở input 1 ha. Đó thì như vậy thì nó sẽ nhận bên đây, khi nào cắm bên input 2 thì nhấn qua input 2. Ở kế bên thì nó có cái phần reset volume là cái âm lượng của cái AUX này, khi mà vào đó nó muốn lớn nhỏ gì đó thì chúng ta có thể là khóa ở đằng sau này nha. Giả sử như mà âm thanh nó có bị nhỏ quá hoặc là lớn quá thì chúng ta có thể là khóa ở đằng sau này để tránh trường hợp nhà mình có trẻ con phá, thì nhà sản xuất có làm thêm cho mình một cái khóa volume ở đằng sau này ha. Còn đây là cái cây anten này là phải gắn vào để cho Bluetooth nó được kết nối xa hơn ha anh chị. Digital in là cái cổng in của cái tivi ngõ quang học bây giờ đó anh chị. Tức là cái cổng quang thì nó sẽ có cái riêng kết nối bằng cái cổng này từ trên tivi xuống ha, từ trên tivi xuống. Thường thì cái cổng này đa số là dùng cho tivi là nhiều ha anh chị. Đó thì chúng ta muốn lấy âm thanh từ tivi thì cắm vô cổng này và bật chế độ ở đằng trước thì chúng ta nhớ bật qua digital in ha, hoặc là optico, thường là chữ optico. Còn ở đây thì cái lỗ cắm mic nó nằm ở bên đây, ở đằng sau này nữa ha. Đây là mic số 3 in, thì chúng ta muốn cắm mic thêm ở đằng sau thì có thể là cắm vào đây. Rồi còn đây thì nó có nút là subscribe cũng như là subscribe out, thì nó để làm gì ạ? Nó để xuất cái chỉnh cái âm lượng ra. Tức là khi mà âm lượng ra này thì chúng ta muốn cái phần nhạc đó nó lớn bao nhiêu hoặc là nó nhỏ bao nhiêu, hoặc là thấy nó nhỏ quá thì chúng ta có thể là tăng nó lên ha. Nhỏ quá thì tăng lên, còn lớn quá thì chúng ta giảm lại. Rồi khi mà chúng ta tăng âm lượng mic lớn quá, trong trường hợp đó thì ở đằng trước á, thì nó cũng có cái âm thanh cái nút volume của micro, thì khi đó mà tăng nữa thì nó sẽ bị hú. Để mà tránh trường hợp bị hú như vậy thì chúng ta có thể là khóa lại ha, khóa cái âm thanh micro này lại, làm sao là mai mốt thì mình dùng thì nó vừa phải thôi, nó ở cái mức độ đó cho tăng hết cỡ thì cũng không sợ bị hú nữa ha. Cái này chủ yếu là khóa cho trẻ nhỏ là nhiều ha. Còn khi mà chúng ta dùng thì chúng ta cứ đưa hết về là khoảng chừng 50, còn cái nào nhỏ quá thì chúng ta tăng lên 60, 70 là được nha anh chị. Rồi còn ở đây thì nó có cái phần bass out là gì ạ? Đây là cái phần dành cho sub anh chị ha, dành cho sub. Đó là khi mà chúng ta muốn cắm cái lấy âm thanh của sub thì chúng ta có thể là chỉnh được cái những cái tần số âm thanh này. Giả sử như anh chị muốn cắt lấy âm thanh từ 100Hz trở xuống thì chúng ta vặn ở đây thì nó sẽ lấy một thanh 100Hz, hoặc là lấy 250Hz thì chúng ta sẽ tăng lên tới đây ha. Đó thì mình sẽ nghe được cái âm thanh nó sẽ khác đi ở cái loa sub của mình. Đây là âm lượng của loa sub ha, âm lượng của loa sub đấy. Rồi đây thì giống như bên này thôi, thì nó là cái cổng âm thanh ra dành cho loa subscribe cũng như là subleft, tức là loa trái và loa phải. Thì thông thường thì nếu mà chúng ta không có cái cổng Canon này thì chúng ta sẽ đi bằng cái cổng AV này để ra âm thanh ha. Đây cũng tương tự như vậy nha anh chị. Rồi tiếp tục nữa là bass out này là của sub, được chưa? Sub cũng có thể là ra bằng đầu AV. Thì bên này sao thì bên kia nó giống vậy thôi. Bên này thì nó sẽ trái phải, thì bên đây nó cũng trái phải ha, phải trái và đường ra của cổng sub. Thì đây là một cái video mà Nhật Tây review rất là chi tiết luôn nha. Cũng như là giống như là hướng dẫn anh chị cách sử dụng luôn rồi đó, nó cũng dễ mà. Rồi đây là cái cổng cắm nguồn ha, chúng ta có thể là cắm nguồn bằng jack 3 chấu ở đây. Nguồn từ 200 cho đến 240V. Rồi thì đó là về cái phần thiết kế ở đằng sau. Thì nhìn chung cái con vang cơ này nó phải nói là một trong những cái con vang cao cấp mà Nhật Tây thấy là anh chị có thể là chọn lựa mua cái con vang cơ lay số này thay vì chọn cái dòng vang cơ không. Thì đôi khi thì nó không có chỉnh được những cái phần reverb nè, và âm thanh của cái những dòng vang cơ loại mà gọi là hàng loại 1 gì đó thì nó thường là nó sẽ không bằng so với lại cái con vang này được, chắc chắn một điều đó ha anh chị. Âm thanh khi mà được qua cái con vang của DB Cao Tích này thì nó sẽ ra một cách là chất lượng hơn, hay hơn nha. Rồi thì ngay bây giờ thì Nhật Tây sẽ để lại những cái đường link có cái phần test nhạc cũng như là test cái chất lượng karaoke của cái con vang này luôn. Thì Nhật Tây sẽ chia làm 2-3 phần, 2 phần như vậy để mà anh chị chúng ta tiện theo dõi hơn ha. Video này thì cũng hơi dài rồi, anh chị nhớ khi mà xem thì chúng ta đeo cái tai nghe vào để mà nghe cái âm thanh nó ha. Nhật Tây sẽ cố gắng nè, sẽ lấy âm thanh trực tiếp từ cái con vang số này ha. Xin lỗi anh chị, từ cái con vang cơ này, vang cơ lai số này sẽ đưa vào trong máy tính luôn ha, chứ không qua loa, để anh chị nghe được cái âm thanh thực tế nhất của con vang này luôn nha. Rồi ngay bây giờ thì anh chị có thể là kéo xuống dưới cuối video này có hai cái ô vuông, có hai cái ô vuông đó anh chị bấm vào ha, sẽ thêm được cái phần 2 cũng như là phần test nhạc cũng như là nghe cái chất lượng của nó nha anh chị.